2. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống ở Việt Nam. Và thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở cầu cảng Hòn Nghệ. Nơi đây là một cái xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang. Ra ngoài này, đây, có sóng điện thoại, Tuấn Dương thử nghe xem ai gọi ta. Ở đây có sóng điện thoại nhá. Alo. Em ơi, lộn số rồi, anh không phải nhà xe nhá. Anh không phải nhà xe nhá. Có một người gọi lộn cho mình. Họ nghĩ rằng là mình là nhà xe. Họ tưởng là mình là nhà xe thì họ hỏi nhà xe chạy mấy giờ. Thưa cô bác anh chị, đây là một trong số 52 một trong số khoảng 42 cái hòn đảo lớn nhỏ ở khu vực này. Tuấn Dương để Tuấn Dương sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh mới nhất ở khu vực đảo Hòn Nghệ. Gần như tất cả những cái gì mà ở ngoài này các bạn là đều vận chuyển từ trong đất liền ra. Tất cả đều vận chuyển từ trong đất liền ra từ gọi là từ cái viên gạch, từ cái bao xi măng, rồi nói chung là tất cả mọi thứ thì đều phải vận chuyển từ trong đất liền ra. Đây là tàu Thanh Tâm 3 này. Mình sẽ đi lên trên tàu nhé. Còn trên này là đây mình sẽ trèo lên đây. Wow. Đây, lên đây thì để quay toàn cảnh cho cô bác anh chị chúng ta coi. Trên này cũng rất là rộng. Có những các cái băng ghế ngồi này. Ở xung quanh thì là những cái phao. Mình sẽ đi một vòng xung quanh đây. Đấy, một số người, các cô, chú, anh chị đang hát karaoke. Ra ngoài này là mũi tàu các bạn này. Mũi tàu. Và đây thì có một số người đang những cái con thuyền. Lúc này thì chắc là thuyền để mà đi vào đất liền không có rồi. Chỉ có một ngày chỉ có 2 chuyến thôi. Và đêm nay thì tụi mình sẽ ở đây. Đây có ba anh chị nhìn này. Nhìn biển xanh. Mây trắng, nắng vàng. Hôm nay thì mây hơi đen một chút. Chỗ này thì có tượng Phật Bà Quan Âm này. Tụi mình đi phát quà là ở cái chùa này này. Nhờ sư ở trên chùa này. Bây giờ mọi người đang hò hát. Cảnh ở đây thì rất là đẹp nhá. Ở đây nghe nói là còn có rất nhiều những các cái hòn đảo khác nữa. Giờ mình sẽ thử cập nhật xem là khu vực này đang ở đâu để cho cô bác anh chị chúng ta coi và có những cái cảnh đẹp gì. Cảnh nếu hôm nay thì nó không có mặt trời, chứ nếu có thì nếu mà có các bạn ạ thì hoàng hôn sẽ rất là đẹp. Hồi nãy mình cũng vừa mới uống mấy chén rượu, uống bia, bơi ở dưới biển xong rồi uống bia. Đây mình sẽ thử coi xem là ở đây có cái cảnh gì để giới thiệu với cô bác anh chị. Hầu hết mình cũng không biết đâu, bây giờ phải search ở trên Google. Ở đây đảo Hòn Nghệ là thuộc tỉnh Kiên Giang. Ở đây người ta giới thiệu là Hòn Nghệ là biển đảo đẹp nhất Việt Nam. Ngoài Phú Quốc, đảo Nam Du thì và đảo Hải Tặc, đảo Bà Lụa, đảo Hòn Sơn thì Hòn Nghệ là một cái hòn đảo mà có cái vẻ đẹp bình yên mộc mạc. Đây sau lưng Tuấn Dương là Phật Bà Quan Âm này. Mình sẽ quay ngược cái camera lại để cô bác anh chị chúng ta coi. Đó. Cô bác có thể đi du lịch tâm linh kết hợp với hồi nãy thì mình có bơi ở đây. Hôm nay không mang kính bơi nhưng mà mình cũng vẫn bơi được một vòng. Cũng
nước biển ở đây rất là mặn. Một số người thì còn nói là có thể là đi ra buổi tối á, là đi ra ngoài đảo, thuê thuyền của ngư dân, sau đó đi ra để đi ra ngoài bè câu cá rồi ăn uống ở ngoài bè. Để tí mình tìm hiểu thử xem là cụ thể nó sẽ như thế nào, rồi sẽ chia sẻ đến các cô bác anh chị. Đây mình sẽ quay một vòng để cô bác anh chị biết về cái khu vực này. Một số các anh chị đang hát karaoke đấy. Ở đây, từ đây vào tới đất liền đó, là tụi mình đi tàu thì nó vào cỡ khoảng 35 cho tới 40 phút đi tàu cao tốc. Nếu mà tàu thường này chắc là đi sẽ lâu hơn. Và một ngày chỉ có 2 chuyến thôi nhé các bạn. Đó, nhìn cảnh đẹp chưa? Đó, tượng Phật Bà Quan Âm. Cảnh Hà Tiên. Đây tụi mình ở cái khách sạn. Nói chung gọi là khách sạn thế nhưng mà thực ra thì nó cũng là cái phòng nghỉ thôi. Giờ đi xuống nhé. Đây cái cầu cảng này. Có hai cái cầu cảng. Bên này một cái cầu cảng nữa này. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the bed, what was that? Heaven, yeah, she's so bad. Hit the chair, made the bed. Off the bed, hit the gas in the bed, what was that? Heaven, yeah, she's so bad. Hit the chair, made the bed. Off the bed, hit the gas in the bed, what was that? Heaven, yeah, she's so bad. Hit the chair, made the bed. Off the bed, hit the gas in the bed, what was that? Heaven, yeah, she's so bad. Hit the chair, made the bed. Off. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide. Anh nói một vòng quanh đảo là khoảng 7 cây số. 7 cây mấy? Cái gì? Đi công chuyện ạ. Ôi ôi. Đó ra. Anh qua đưa chị mấy chiếc xe đạp cho em không? Vâng. Tiền xe em qua trừ trả cho em. Tiền xe gặp cô trưởng đoàn. Cô biết, tôi biết cô nào là trưởng đoàn. Gặp trời. Cô gì nhỉ? Cô em Hương đưa hả? Tiền cho cô Hương, cô Hương. Cô Hương. Cứ nói cô Hương là cô Hương rồi. Vâng. À, đây cũng có quán à. Anh em vậy ở đây là được là dân ở từ khi nào thưa anh? Trời ơi, ở hồi đời đó tới giờ mình cũng biết nữa, tôi ở ba mấy năm rồi đó. Ồ. Ba mấy năm. Rồi ở đây có bão biết gì không thưa anh? Bão nó cũng đâu có nhà gì đâu. À. Nó cũng như cái bờ thôi, gió thôi chứ đâu có gì, nó đâu có đánh lên tới này đâu. À. Nó cũng mé sông vậy thôi mà sóng bự. Vâng. Còn dân ở đây thì có khoảng bao nhiêu hộ dân anh biết? Ở mấy trăm à, 500-600. Ừ. 500-600 thì như vậy cũng cỡ khoảng 2.000 người nhỉ, một hộ khoảng 4 người đúng không? Ờ. Cỡ khoảng 2.000. Nhiều lắm thì coi nhà nè, vòng đông lắm. Hồi đó ở đâu có nước nôi gì đâu, ở vất vả lắm, gần uống không. Ồ thế xong bây giờ nước là trong nước, đất liền ra có, không, à? Đất này, ở đây nó mang cái nước luôn. À ở đây khoan, khoan giếng. À. Rồi còn điện, điện thì điện là... nhà nước cạnh nè, cái cọc mà. Nhưng mà cọc khi... điện đó. Giống là có từ khi nào thế? Trong bờ cũng 4-5 năm rồi. À khoảng 5 năm nay mới có điện. Nếu mà ngày trước không có điện thì không tối đâu làm gì được đâu nhỉ? Thì đốt đèn cấp vậy đó. À. Cũng như hồi xưa trong bờ. Vậy dân ở đây chỉ sống bằng đánh cá thôi đúng đánh không cá. Anh? Còn có giống như nuôi trồng đánh bắt được cái gì không? À chỉ trồng trọt gì đó, cây cối. Cây cối thì ai muốn trồng trồng mà, ta ít có trồng lắm.
Vâng. Tại vì mấy cái này không có nhiêu tiền. Vâng. Thôi dù tôi đi thẻ mực đi 1 triệu mấy, 2 triệu, 700, đâu có làm ba cái đồ lặt vặt này biết chừng nào mà có ăn. Tôi vâng. trồng cây nữa, người ta đâu có nghĩ gì. Vậy ạ. Cũng có ít lắm mà ít ai chồng mua chợ không à, chợ đơn diện. Vâng. Thì sáng anh đi chợ chiều có đồ rồi. Vâng. Muốn ăn gì chiều có. Vậy là toàn bộ như kiểu rau củ quả các thứ là mang từ trong đất liền ra hết. Đất liền không. Ở đây đồ hải sản thì nó tối đến chiều nó đi, sáng nó vô. Vâng. Anh muốn ăn thì nó có ăn ngon lắm. Vâng. Cái biển là thiên nhiên mà. Vâng. Còn thôi là nó chỉ vô chợ cho nó có để nó bán tham quan lắm. Tại vì anh ra bất ngờ để nó đây đâu có biết ăn. Đâu đúng không? Đâu có biết đâu rồi chừa rồi anh có ăn không? Bởi vì ở đây không có bán quán là cái chỗ đó đó. Bán không có được lỗ. Vâng. Anh làm ra rồi không ai ăn hết trơn. Vâng. Lâu lâu mấy anh ra ăn lần có 100-200 người câu vụ bán được một bữa rồi ba bữa sau rồi bán ai. Vâng. Rồi quán tiệc mà anh bán bữa dẹp bữa nghỉ đó rồi xong mà ta biết được đồ ăn. Vâng. Ở đây thì cũng có bán cơm bán cháo giặt sáng gì đó bà. Vâng. Bà bán đơn sơ rồi thôi à. Vâng. Chứ không phải như mấy hòn khác. Vâng. Mà ở đây nó tốt chỗ em muốn không có chích thuốc không có đồ đạc là anh để không sợ mất chỗ không. Con nít đồ anh thấy không có trà trộn đâu. Vâng. Để người ta nít đồ ta cho lên chùa đồ đầy đồ ăn đồ cho nó không ăn trái cây nữa. Vâng. Con người ta đâu có cho thế thì an ninh của sở an ninh tốt thì cũng mừng. Ở đây tốt lắm đây. Nhưng nếu mà ví dụ như bọn em mà dân nơi khác mà tới mà muốn ở đảo có được không? Được chứ có đâu. Thì mình mua đất. Mua đất thì là nhà ở. Người ta cũng dân nói chung để nói với chú là dân cũng tứ xứ không. Không có chỗ nào mà nó giống tôi nào. Vâng. Rồi câu vụ anh mà ăn được thì anh kéo dòng họ anh ra. Vâng. Rồi mua đất rồi cất nhà ở rồi có dòng họ anh em rồi chứ đó. Vâng. Rồi ai cũng vậy, dân Đồng Tháp, Rông Thiên gì, Phú Quốc gì ở ta lạ. Vâng. Cà Mau gì ở Sóc Trăng gì tùm lum. Vâng. Có phải là nó chung xứ đâu. Vâng. Tùm lum. Là cũng dân tứ xứ lại chứ không phải là của một làng lại. Người ở lâu, người ở mau vậy đó. Vâng. Mấy cái hòn ngoài đó là không có ở nhau. Vâng. Bự lắm mà không có người ta ở. Bự lắm mà không người ở. Anh ra đó bao giờ chưa? Trời ơi trời, tôi chỗ nào mà không đi. Tôi vậy có chuồng mà, tôi đấy ở nhà. Vậy ở đây là có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ tất cả anh? Ở đây có cái hòn này à, ở bên mấy đó mình nói nó đông dữ lắm. Hòn đủ thứ, hòn sơn, vuông con, năm dung, vô tùm lum hết trơn á. Vâng. Nhiều lắm. Vậy là đây là cũng chỉ sống ở xung quanh đường đúng không? Đúng rồi, xung quanh đường không. Còn, còn trong núi là đâu có ai đâu ta? Không. Mà trong rừng, trong núi này có thú dữ gì không anh? Không, không, không có. Rắn rết gì gì đâu? Có, chăn có, chăn 3-20 ký có, 50 ký có, có. Wow. Có. Ngay chỗ cái chùa là người ta bắt trên đó không à. Vậy có à? Hàng trồng giỏng dữ dằn lắm, hàng đó. Chăn mấy chục ký là có. Có, mấy chục ký người ta bắt quả gì? Wow. Mười mấy, hai chục, mười mấy đồ. Hổ báo voi biết là không? Chăn là... Hổ báo với voi biết có không anh? Không có đâu. Không có. Đây đó, không có. Em đi ra Côn Đảo ấy, thì an ninh nó cũng giống như anh nói ở đây này, rất là nhưng mà Côn Đảo thì nó phát triển hơn. Đúng rồi. Nó có camera rồi nó có mấy cái nơi du lịch như là cái chỗ mà ngày xưa giam tù anh, nhà tù Côn Đảo này. Rồi nó có cái bên mộ chị Sáu á, mộ cô Sáu á là người ta ra đấy nhiều. Ở đây cũng tham quan nó ra nhiều lắm mà. Vậy. Nó ra bất thường quá, người ta bán lỗ hoài, ta không có bán. Vậy à? Lâu lâu nó ra bất ngờ vậy đó. Nhưng mà cuộc sống ở đây thì có những cái hộ nào mà nghèo đói không anh? Trời ơi, nghèo nó cũng nhóc hết trơn, đâu phải ấy đâu. Vậy. Chứ không phải là nhà nào cũng giàu. Đúng rồi. Nhưng mà tưởng có ghe, có xuồng thì giàu. Có lúc người ta nợ nần dữ lắm. Ta phải đeo, biết không? Người ta thấm của, rồi bắt đầu máy móc nó hư, rồi làm ăn không được, rồi cũng có. Tức là mình vay tiền để mình đi rồi, biển đi làm, đúng không anh? Nhưng mà đi làm cuộc sống gì đó. Vâng. Nhiều khi làm không ra tiền. Ra tiền thì phải trả nợ. Anh thấy nhà đồ thấy lịch sự chứ thật sự có thiếu nợ quá. Vâng.
Như vậy thì nhà nước có hỗ trợ bên đảo mình nhiều không anh? Giống dạ, hỗ trợ không, tiền nói người. Chung không có, là nhà nước có ít lắm mà có dân người ta cho gạo đồ 5-10 kg gạo vậy đó. Và mì này kia thì có. Tôi đó tôi ra là cái hòn này nó hòn hồi tôi chỉ cho. Dạ. Nó lé đé dưới nước à, mà bây giờ nó lên lên là biết tôi cao rồi đó. Đường thăm đá nó mọc lên vậy đó. Vậy à? Ghe nó sắn vô chìm hoài à. Ghe dân lạ người ta không biết đó. Có cái hòn đó đó thấy không? Vâng. Thấy chưa? Nó nổi hẳn lên đấy. Nó nổi đá lên vậy, đường thăm nó nổi lên. Đây, thấy không? Dạ thấy thấy. Hồi nào giờ có qua bên Hồng Sơn chưa? Em chưa. Hồng Sơn nằm bên đây nè, hồi qua bên đó chạy binh cũng con rồi nằm cháu bên đó mà chung mù quá không thấy mờ mờ rồi. Vậy. Vậy là trên đảo này chắc chỉ sắm xe máy hoặc xe ba gác thôi chứ đâu sắm xe hơi làm chi nhỉ? Trời ơi, xe hơi anh đi đâu? Vâng, xe hơi rồi. Mà đi vòng vòng quanh đây thì mà đâu? Nước mặn nó ha, nó chịu cũng nổi đâu. Vâng, nó hư ngay. Hư trơn. Ở đây là chủ yếu có xe chạy tới luôn được rồi. Vâng, xe gắn máy thì nó gần đúng không anh? Mấy cây số. Mấy cây số mà. Mà anh đâu có chợ múa gì đâu mà anh đi đâu đủ anh sắm xe hơi anh phải có chỗ ăn uống đồ đi cho nó lịch sự á thì về sắm nó còn ở đây. Mà đường đây làm được bê tông hết rồi thì đi nó cũng sạch sẽ nó khỏe vậy. Đây các cái thuyền đánh cá thấy nhỏ nhỏ không anh nhỉ? Giống như của gia đình ấy. Gia đình làm. Còn có thuyền mà to không anh? Không, thuyền to không có đâu. Tại vì hồi trước đó, có côn đảo đồ đó làm á. Vâng. Thuyền to. Rồi bây giờ nó đi rút đi hết trơn, nó tiêu hết trơn. Mà đây như vậy vật liệu xây dựng các thứ là phải mang hết từ trong ra. Trời nó mắc dữ lắm. Câu thí dụ ở trong bờ mà xây một cái nhà. Vâng. Ở trong bờ ấy ở đây xây một cái nhà ở trong là xây từ giá 1.5 tới 2 cái. Cái rưỡi tới 2 cái. Tại vì anh mua xi măng cát đá là đò nó quất cái nè. Vâng. Rồi xe ba gác nó quất cái nè. Vâng. Rồi anh còn hao gạch đầu xi măng cát cái nó bể nữa chứ. Vâng. Nó bể anh đẩy lên chạy xuống mà nó không đúng bể rồi, đâu. Đúng rồi. Gạch nó thảy liền không mà. Mang ra 10 nó bể mất 1 2 là cũng lại phải mua thêm rồi. Đúng rồi đó, thì anh thấy đây là cái gì mắc, cái gì cũng mắc hết. Vâng. Bây giờ xăng ở đây tới 30,000 lít đó, anh tính đi. 30 rồi á? 30 á. À. Nó sụt còn 33, 34 gì đó. Trong đất liền thì là khoảng 29. Chứ là ra đây chắc họ cũng tính tiền xăng dầu công chở ra chứ. Tại vì tiền đò nó chở, đúng ăn rồi. Một can bao nhiêu, rồi tiền xe ba gác nó chở lên cho anh chứ, anh đâu có chở nữa. Nó tính ra. Vâng. Nó cũng đâu có lợi nhiêu. Vâng. Mà chở mấy cái đấy nguy hiểm thấy mồ, mà cực chứ. Đây, mà Cương ở đâu? Em là quê gốc thì Hà Nội nhưng em ở Sài Gòn. Sài Gòn á? Sài Gòn em ở 20 năm rồi là đi. Em có con gái ở giải Sài Gòn á, ở quận 5 á. À quận 5 à, chỗ nào, đường gì? Ủa tôi không có gần mà, giả nó tới giờ. Nó không về chơi à? Hả? Không, nó hồi đó con gái của em là ở bên chơi Bình Dương, nó làm cho cô của nó ở ngã tư Hòa Đậu á. Vâng. Tiệm cấp thanh thì á. Vâng. Rồi nó quen thì rồi bên đây ta cưới rồi giả nó vậy. Nó quận 5 thôi, ở thành phố. Quận 5 thì cũng ngay sát bên em mà. Các quận thì nó kế bên nhau ấy. Quận 5 thì ngày xưa em cũng ở quận 5. Nói chung em cứ ở lung tung thôi. Nhà nó thì bên chồng nó có hai anh em mà nhà nó bán đường rồi gạo rồi đậu cái này kia nó bán đưa cho người ta đó. Vâng. Giao nó cũng lớn lắm mà. Giờ không có bán lẻ, chỉ người ta không à, lấy người ta chỉ. Và bắt đầu tới đây bắt đầu là nhà đông rồi đó, lúc này vẫn bắt đầu là nhà đông rồi. Thì mới ra đây lần đầu hả? Em ra lần đầu, đi chung với cô Hương nữa. Có
vô Sài Gòn thì cứ anh có hay vô Sài Gòn đâu mà. Trời ơi, đâu có vô. Chắc chả có thời gian đúng không? Ở đây đâu có đường nào mà có ngoài ra giữ. Nói chung phải có việc gì mới đi chứ còn đi chứ đường không tự dưng mà đi khơi khơi bỏ nhà bỏ cửa sao được rồi xe cổ xuồng bồng đùm nó sống đó đâu anh thấy vậy chứ sống đâu ra anh bất thường lắm. Vâng. Có gì là phải có nhà để quán xuyến công việc giống như lao động chính rồi thì đó mình bằng mình sống mà đâu phải có công chuyện lắm rồi đám thiệt ngày kia thân lắm mình mới bỏ nhím đi được luôn. Vâng. Không phải như là nó cần đi rồi muốn đi đi đâu sắp xếp rồi mình đi được. Ồ, bên đây mình xây có vẻ nhà đông đông đúng không? Bên đây có vẻ xịn sò hơn bên kia nhỉ? Bên đây bị không có cái chỗ này đò nó đậu bên cạnh là ngay chỗ đó là chỗ tham quan du lịch và chùa chiền rồi ra đi vô đi ra. Vâng. Nó dễ sống hơn ở bên đây. Bên đây là chỉ ở thôi. Vâng. Đó. Đấy, bên kia khi còn có đồng ra đồng vào buôn bán. Rồi mình đi vậy là mình bao xe hay là sao? Thì bao xe đấy. Sao mà đi đi mà mình đi lên tổ chức mà đi anh em cả 4-5 người bao người mình đi xe lên trên đó tới Bà Hòn mình đi đò ra đây thuận tiện kết bao đi mình đi mà cho. Cho mà thấy đoàn nó đóng tiền cho thấy đoàn vì là chắc nó dễ hơn vì là đi đông quá kiểu như là đi đây đi mục đích là đi từ thiện giúp bà con nên là có một số người thì họ cũng muốn đi chơi cho vui ấy rồi họ đi họ góp cái phần sức của họ vào bưng bê khuân vác dùm còn bây giờ cũng như mình nữa đi lên mình tổ chức bạn bè với một cái thằng rủ này đi mày muốn chừng nào về về trời ơi có thì được rồi em đi về rồi em kêu tụi nó đứa nào thích đi mai mốt ra em xin số rồi em liên lạc với anh anh xem có gì hay ra chơi một vài ngày hoặc cả tuần cũng được. Đây thì có nhà trọ nào nghỉ ngơi nó khỏe không chết. Vâng. Giờ hồi trước thì đâu có chỗ nghỉ ngơi còn bây giờ có chỗ. Vâng. Ở đây nước nó nặng tiền quá, một khối tới 20.000 đó. 20.000 một khối nước. Bởi vì nhà trọ mình tính ra nó mắc chứ đâu mắc hơn ở chợ đâu. Vâng. Điện nó cũng mắc hơn nữa. Vâng. Cái gì cũng mắc hết trơn thành ra nó phải kê lên. Vâng, thôi thì cũng phải để cho bà con cũng phải có cái thu nhập còn người ta có đồng lời người ta mới làm được. Hòn là em đi du lịch là có cái hòn này là về là không tốn tiền. Vâng. Không có bị không có bán ăn uống gì trơn á. Vâng. Thành ra cũng đỡ tốn tiền. Ăn uống nó cũng đâu có tính gì mắc đâu. Vâng. Không ở đây thấy bà con là còn chân chất đi anh ạ. Vâng. Không có lẻo lưỡi đâu. Vâng. Người ta đàng hoàng. Thì em đi ra Côn Đảo người ta nói bảo xe cứ để ở ngoài thôi. Rồi ở đây phải để ngoài không? À, không ai làm gì, không ai đúng lấy rồi đâu. Và con nghe cô ơi. À vâng, thế thì để con quay về. Dạ, dạ. Ra chưa? Bà hướng bà kêu đi vậy sắp hết chưa anh? À sắp hết rồi. Vâng. Về nhà luôn hả gì? Vâng thì về nhà luôn. Chứ không lại miễu phải không? À không, không kịp rồi. Không kịp hả? Tính lại bà miễu kêu thì đi lại về để đi. Vâng. Hôm qua thì kêu 7 giờ. Vâng. Nay thì mỗi giờ mới 6 giờ 20. Vâng. Nghe ra hả? Ra chưa tới đâu không? Nghe không biết có tới hay chưa nhưng mà sắp chết rồi không? À, các chắc kêu về để sắp xếp. Vậy gì chuyện qua không chạy đi chơi hỏi luôn. Có hôm qua là do còn phát quà cho hai cho ấy nên là không muốn đi. À. Để lo cho nó xong cái việc chính thì đã. Rồi mai mốt là ra có ra được cái bè cá đấy không anh? Được chứ mình đi bình thường. À. Ra bè cá chơi ăn uống ngoài bè cá nó có bè cá nó để bán cá mú tươi cá con cá này cá kia muốn ăn cái gì ngày kia có đầy đủ luôn. Vâng. Mình luôn cá sống là hoàng nó rậm đó bắt lên em thì khoái đi kiểu bụi bụi đó cơ chú ấy ngồi còn mà con da đi rồi chỉ
cái nhà của chú. Rồi mai mốt cái lại đó hay là có muốn đi chơi vòng vòng chở chú có cái xuồng để mà tôi chuyển xuồng cho vừa đi lắm. Đi chơi vòng vòng muốn đi đâu đi. Cái này cái kia chú chở. Chợ xã Hòn Nghệ này mà đâu có thấy hoạt động đâu ta nhỉ? Ở đâu có ghe với nuôi bè được không? Cái đâu có làm gì. Trên bờ đâu buôn bán gì được anh. Vậy là chưa qua đâu, chưa qua bên đây, bên khu vực bên đây hả? Chưa. Trời ơi, bên giờ ăn này có cái miễu lớn, miễu linh lắm ạ. Hồi đó nhỏ rồi dân người ta được đưa rồi với dân tứ xứ người ta để giúp á. Làm lớn giữ dần á, bây giờ lớn lắm, ngay chỗ coi bên đó đó. Cũng bãi đó, bãi cát nó tắm được á, tắm ngay chỗ o đó. Ủa, ở đây đi vòng qua chùa đây à? Về được chùa luôn à? Bây giờ mình đi đâu có đi về đường chùa được. Ở bây giờ mình đi dần mà. Dần dần tới là lên dốc đó là xuống là tới quẹo đó. Có cái miễu đó đó. Cũng có ba anh em mà có chồng có vợ ở trên này, nhà bà già đây nè. Nhà cũng là sâu ở trong này. Nhà bà già nhà này nè. Nhà nước cấp thì thêm tiền vô cấp. Liệt bị liệt sĩ á. Ở trường học hồi nãy trường học lớn bên đó đó. Đây à, trường học đây à? Cũng xa quá nhỉ. Nếu mà con nít mà đi học từ đầu xã đến cuối xã là cũng phải mình đưa chứ. Đưa rước ấy nhỉ. Để lại ngay cho cũ phải không? Vâng, cho lại em lại cho cũ. Ủa, vậy là hết vòng đấy rồi. Đây bà con cô bác bây giờ nhà đây này, nhà này đây. Dạ vâng, rồi, thấy rồi. À, bắt đầu ra đò. Rồi cứ ở đó đi cô, cứ ở đó chờ. Nó có xuồng của chú đó. Xuồng nào? Đây á, xanh xanh đây á. Dạ. Nó có đi ra này, có đi chơi. Cô bác đi, cứ như coi như là trèo đèo lội suối. Thưa cô bác anh chị, lúc sáng nay thì đoàn sẽ đi ra tàu để tiếp tục di chuyển. Nhà nghỉ Phượng này, số điện thoại. Rồi, chào cô, có ngủ được không? Không ngủ được, thức luôn. Sức tới sáng luôn. Đây, mọi người bắt đầu mang đồ đạc hành lý để ra tàu chuẩn bị chờ để đi vào đất liền. Cái anh đấy có cái tàu đấy, cái ghe đấy, anh bảo đầu lần sau có đi ra anh rước đi ra ngoài cái bè cá nhiều lắm, ra ngoài bè cá chơi rồi ăn trên đấy cũng được. Bên này đây bán đồ ăn sáng. Dạ, có muốn ăn gì không? Bánh mì hay là ba ổ bánh mì đi. Bánh mì xíu mại à? Dạ cho ba ổ đi người đẹp. Nhiêu tiền ổ người đẹp? Ổ 15.000 hả? 6 ổ luôn đi. Đây có tiền lẻ, đây rồi con, tiền lẻ đây rồi con. Không, đây rồi, đây. Không có trang nước hả chị? Dạ. Ăn đại đi mày ơi, ăn đi. Không mua rồi nè mày. Mày đứng sát đi, đứng sát rồi cháu. Thôi vậy bớt rồi, nó mà. Vậy là 5 ổ thôi ha. Vậy hết rồi. Dạ còn chút.
Thôi thế em qua đây nhá. Dạ, qua đây, qua đây mua chỗ lẻ. Bán tao ngủ. Ờ người đẹp ơi cho ba ủa. Không có chan nước hả chị? Vâng, đừng đừng chan nước để khô. Vâng ạ. Lấy khô kìa. Đúng rồi. Cái bỏ không được rồi. Dạ, bỏ số không? Không có không? Dạ. Không có không? 24 còn cũng tiếu không ạ? À? Ừ. Không có quay đưa mình lên đài thôi, có gì đâu đây bán đủ thứ luôn này. 15k hổ ạ? Cái đó giờ ta còn ấy mày mặn chứ không phải mình chơi nữa. Bánh mì giòn này, xíu mại này, thịt xá xíu này, chả. Ở đây thì còn bán khá nhiều thứ. Đây là bí, táo này, quýt này, trứng. Đây còn có cả cái bẫy ruồi nữa. Cái ớt bình thường cái gì? Thôi đừng bỏ ớt. Không có bỏ ớt nào hả? Bỏ ớt hết á. Đừng bỏ ớt nè. Rồi tiền đây nha. Cảm ơn. Yeah. Đây chuối nè, bán chuối. Toàn bộ rau này là mang từ đất liền ra nhé các bạn. Đây các loại rau thơm, húng, rau gì đây ta? Cái này rau nhút này, các loại rau, chuối, bưởi, bưởi da xanh mang ra ngoài luôn. Đậu bắp, cà rốt. Chị ơi toàn bộ cái này mang từ đất liền ra đúng không chị? Không có trồng được. Mỗi cái để vào một túi cho em. Chuối này bán ký hay bán nải? Bán nải thì 15 ngàn. Ồ cũng rẻ, không có mắc. Về chuối trên này trồng đúng không? À chuối trồng ở đây. Rồi, đoàn ở Sài Gòn ra bờ này. Đây chị bán trên một cái xe này, các bạn nhìn là cái xe có 3 bánh, trên là lợp một cái simili. Rồi, cảm ơn người đẹp nhá. Người đẹp tên gì? Người đẹp tên gì? An á. Mai mốt ra kiếm người đẹp mua tiếp. Vâng, các bạn. Đây ra đây là ra đến bến tàu đây các bạn. Rồi xin chào thanh niên. Ở trên đảo đặc biệt là không có ô tô nha các bạn. Ở đây người dân là không có sắm ô tô, không dắm xe hơi. Vì diện tích nếu mà chúng ta đi tàu thì cỡ khoảng 7 cây số. Không cần phải không phải sắm xe hơi. Sắm xe hơi cũng không biết đi đâu cả. Đây hai con tàu sẽ tàu cao tốc sẽ ra để đón chúng ta. Rồi, xin chào. Ngược sáng cô. Cô chụp hướng này đẹp hơn này. Nhưng mà muốn lấy muốn lấy thì chỉ lấy cái bóng thôi chứ nó ngược sáng không đẹp. Rồi thôi đứng sát đấy thôi. Đây, bà con cô bác sẽ đi lên tàu để đi vô đất liền. Từ từ, từ. Đây là 100 tổng cộng là tới 120 người lận.
với cô trên này này. Anh đi à. Đây là những cái thuyền nhỏ nhỏ này. Đây, giờ đưa em bé vô và con cô bác bắt đầu lên tàu. Đừng ai đụng ai hết, đừng ai đụng ai hết nha, đụng mình lấy bé vô. Không có cái gì bắt qua. Có cái cây đi nó đỡ. Tôi đưa con cầm cho. Không có cái cây bắt qua là người già người ấy đi hơi khó. Thôi, điện thoại được. Cô có đưa cái túi của tôi bỏ túi ra không? Đi ghê chưa? Bỏ đồ ra. Đưa đồ qua cho. Đưa đồ qua cho chú ra, chú cầm hộ dùm đấy. Ôi trời ơi. Và phải có cái kia thì nó đỡ hơn. Có miếng cây á. Có miếng cây. Mấy người người lớn tuổi hơi hơi khó. Anh có cái ván gì không ta? Nè, qua qua. Qua ơi. Chạy chạy chạy. Đưa vỏ đồ, đi cho nó chuyện người. Đó rồi, đi qua luôn đi. Tao qua sao. Đừng có chen, từ từ đi. Từ từ cô bác ơi, không có nó là té đó. Từ từ đi, qua sắp trước cho. Rồi mình vô, ngồi từ từ ra sang rồi bên luôn. Từ từ, đừng có chen. Chen là té đó. Té xuống đây là tắm luôn này. Trời ơi, bà đeo ba lô nặng quá. Từ từ bà ơi. Một. Có cái ván mấy người già đi hơi khó. Dạ dạ đúng. Tuấn Dương ạ, à. Tuấn Dương Sài Gòn ngày nay thưa cô. Mà cô đi vui không? Dạ. Rồi sau đi tiếp nhá. Dạ. Cô qua đi, cô qua thì em đưa cho cô. Cô lấy tay cô bám. Rồi bỏ cái này ra, bỏ này ra. Rồi đưa hết đây, đưa hết đây. Rồi cô qua đi. Rồi từ từ nhá, từng món một ngón một ba thứ đấy. À, rồi từ từ thôi chị gái bỏ cái này ra em đưa qua cho chị. Đồ cẩn thận ướt nhá. Ôi trời ơi, đi như tắc răng luôn nhá. Đây đồ đây này. Từ từ chị bám, chị làm nào, bám một tay bên kia kìa, xong rồi ấy xuống. Cô đưa con giữ đồ cho chị, để đồ đấy, đưa đem ấy cho chị dô đi cho an toàn nó đi rồi lấy đồ sau. Bà từ từ bà ơi, chờ cho mấy cô đi đã bà. Đây ba thứ nhá, cẩn thận nhá. Rồi từ từ đỡ ông nào, trong kia có một người nữa đi. Rồi từ từ đã. Rồi bà nào, bà từ từ thôi, ba bỏ cái giỏ ra. Đưa cho cô đó. Bà từ từ nhá. Chị đưa giỏ đây em ấy lên cho. Rồi từ từ đã chị, cho từng thứ một. Đây cho giỏ vô dùm này. Cho ba thứ lên. Đưa em giữ cho. Rồi chị lên đi ạ. Đưa cái giỏ kia nữa đi. Đưa giỏ ra cho em đi. Này. Đưa cho người ta cho lên cho dễ đã. Cho cô lên đi. Này. Rồi. Đưa cà phê luôn để lấy tay mà bám. Cho cô này qua này. Chân đau, cô này chân đau. Ai ấm luôn. Chân đau. Từ, cô chân đau đấy. Anh ấm luôn. À. Rồi. Nè đồ. Đây
đây không có miếng bán. Cái đầu á, để cái đầu. Cái mình yếu chị để đồ đây em xách qua cho chị. Từ nha. Đây 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 đồ đây nè. Tiếp tục đi lên trên tàu để quay cảnh toàn bộ để cho cô bác anh chị thấy. Lúc này thì mặt trời lên rồi, nhìn rất là đẹp. Phía đây là tượng mẹ Quan Âm này. Đây, giờ cho các cháu nhỏ lên. Chị đưa cái giỏ đem sách cho chị đứng ở trên đấy đi. Rồi đỡ cô. Còn chỗ nữa không em? Còn chỗ nữa không? Còn chỗ ngồi mà. Còn mà. Còn. Đi chung. Rồi. Em qua. Rồi, đi luôn. Đây, trong này thì một số cô chú ngồi ở phía ngoài này để nhìn được toàn cảnh. Đây cũng có thể đi vô trong. Không đâu, được rồi, ngồi ở ngoài kia. Cô Tư đâu ta? À đây. Đây, cầm ba lô một con đi ra ngoài này nè. Vâng vâng. Đi đi người đẹp. Mày chú sao